Trên tay của anh là một chiếc đồng hồ tổng thống mang thương hiệu Precision, được sản xuất bởi nhà máy Polsot đến từ nước Nga. Đây là một chiếc đồng hồ rất là được yêu thích bởi cái vẻ bên ngoài cực kỳ gọi là sang trọng và đẳng cấp. Mọi người xem này, mặt của em nó là với cái cọc số La Mã ở chính giữa này thì nó làm theo kiểu mặt phên với cái hình của quốc huy của nước Nga này, tại cái vị trí 12 giờ hình đại bàng hai đầu, và những cái viên đá được gắn ở trên của cái bề mặt này. Mặt bên của em nó thì được làm theo kiểu hoa văn thẳng đứng cực kỳ gọi là đẹp luôn. Đây, em nó thì sở hữu cái bộ máy automatic 21 chân kính với cái ô lịch tại vị trí 3 giờ. Một chiếc đồng hồ rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này thì được bộ vỏ nó làm từ thép không gỉ cao cấp màu vàng và sở hữu size 39 38,5 nữa. Đây là mặt sau của em nó. Dập nổi hình quốc huy của Nga, hình đại bàng hai đầu. Rất đẹp mắt luôn. Chiếc đồng hồ thì sở hữu cái size 38,5 và lên tay thì đổi tay của anh là tay 16,5 thì rất là đẹp này. Những bạn có tay cỡ tầm từ 16,5 đến cỡ tầm cỡ là 17,5 18 thì đeo chiếc đồng hồ này đẹp. Đi cùng với em nó là một cái chỉ cái bộ dây dây thép mà vàng. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Của anh thì luôn để cái giá sale cho mọi người cực kỳ là tốt, lúc nào cũng tốt nhất thị trường mọi người nhé. Chúng ta có thể xem giá và thông tin chi tiết ở ngay bên dưới clip này, hoặc là có thể xem các cái sản phẩm khác ở website của anh watch.com. Chiếc đồng hồ này được làm bằng kính sapphire mọi người nhé. Xin cảm ơn và tạm biệt mọi người.